Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì hôm nay đó sư được cúng dường một cái ly nước cam, thì sư mới có cái suy nghĩ như vậy. Tại vì khi mà sư mở ra đó thì nước cam nó bao gồm có những cái trái cam ở trong đó là nguyên chất luôn, thì sư mới nghĩ đó có những nơi khi mà họ bán thì họ pha chế thêm, có nghĩa là họ pha thêm nước rồi cho thêm đường thì mình cũng gọi nó là nước cam. Rồi có những người họ đóng chai họ bán, mà cái thành phần ấy, những cái nhãn hiệu nổi tiếng, thành phần sư nhìn vô thì cái thành phần nước cam của họ nó chỉ có vài phần trăm thôi, mà chủ yếu là cái gì? Nước, đường và những cái hóa chất tạo màu, rồi những cái hóa chất tạo hương vị, vẫn gọi đó là nước cam. Thì trong Phật Pháp mình cũng như vậy. Có những nơi mà một vị Pháp Sư gọi là Pháp Sư, mà khi lên Pháp Tòa chỉ toàn kể chuyện đời thôi, mặc dù mang tiếng là tình đời mà nghĩa đạo đó. Nhưng mà cái phần đạo thì nó ít, đa số là phần đời. Sư hầu như sư không có đủ cái can đảm, không đủ cái kiên nhẫn để mà sư nghe hết những cái bài giảng đó. Thật sự nghe mà nghe chừng 15 phút đầu mà chỉ toàn kể về chuyện đời, hoặc là kể thơ, hoặc làm cái này cái kia, những cái chuyện làm ăn buôn bán, những chuyện vợ chuyện chồng của thế gian, thật sự sư không có kiên nhẫn. Nhưng mà như vậy vẫn gọi là Phật Pháp, vẫn gọi là thuyết pháp, thì sư e là mình hơi dễ dãi quá. Còn có những vị như là ở Miến Điện ấy, những vị Pháp Sư nói là cái cách giảng của các ngài mà đem về Việt Nam là coi như dân Việt Nam mình ngủ hết. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài sẽ làm một việc là đầu tiên, y như ngài Minh Châu ngài giảng, là các ngài sẽ đọc một cái đoạn kinh, trích nguyên đoạn kinh luôn, các vị đã học thuộc lòng, và sau đó các vị đó mới giảng giải. Có nghĩa là chúng ta hưởng 100% cái giáo pháp nguyên chất. Mà người Việt mình thì không được cái may mắn đó. Bởi vì mình mà nghe cái kiểu mà đọc kinh xong rồi đó, rồi giảng pháp, nó không có chút xíu gì ba cái chuyện đời, rồi chuyện kể chuyện ma, chuyện hài này nọ, là mình buồn ngủ chết luôn. Thì phải nói là cái đó là do chúng ta thiếu phước. Thật sự khi mà chúng ta tham dự những cái khóa như vậy mà chúng ta không nghe được, mà chúng ta lại thích nghe những cái khóa giảng mà chỉ toàn kể chuyện đời, toàn kể những cái chuyện làm ăn mua bán, toàn kể những chuyện vợ chuyện chồng, rồi những cái chuyện hài, rồi những cái chuyện ma chứ, mà mình khoái mấy cái chuyện đó đó, thì phải nói là mình rất là thiếu phước. Tại vì mình chỉ toàn y như là mình uống nước ngọt vậy đó quý vị. Như nãy sư nói, một thành phần của một cái chai nước nó chỉ có vài phần trăm cam ở trong đó, cho có để mà họ gọi đó là nước cam thôi, mà mình vẫn cứ uống. Cũng vậy, đừng nên dễ dãi khi mà tiếp xúc với Phật Pháp. Chúng ta nên tìm cách để mà mình tiếp xúc với những cái giáo lý nguyên chất. Nhiều người nói là giáo lý Phật Pháp nguyên chất ấy, nó rất là khô khan, nó rất là khó thâm nhập. Nhưng mà theo cách hiểu của sư ấy, thứ nhất là do Phật tử mình dễ dãi, thành ra Pháp Sư cũng dễ dãi. Quý vị thích nghe chuyện cười thì Pháp Sư phải kể chuyện cười cho quý vị nghe thôi, chứ không kể chuyện cười quý vị đâu có thèm nghe. Còn một phần nữa thì do vấn đề của những vị làm Pháp Sư, cho nên lỗi cả hai phía. Thành ra ráng khó tính và ráng tiếp xúc với những cái vấn đề giáo lý nó sâu sắc. Bởi vì chỉ có như vậy đó, trí tuệ mình nó mới phát triển được. Sở dĩ mà sư nói những vấn đề này là bởi vì cái bài học ngày hôm nay đó, là chúng ta sẽ học về cái việc quân bình năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ học qua tiếp cái phần bảy giác chi.
Đây là những cái yêu cầu dành cho những vị hành giả, hành thiền, bất kỳ địa mục nào. Nếu như mà quý vị có phước ấy, mà những cái kiếp trước gần nhất mình có tu tập thiền thì xin nói rồi, mình rất là dễ nhập định. Nhưng mà do chúng ta những cái người căn cơ nó hơi thấp, thành ra mình phải dùng nhiều những cái chiêu trò để mà nỗ lực nâng cao cái vấn đề thiền định, hỗ trợ. Đây gọi là những cái bài học để hỗ trợ giúp cho quý vị tăng cường cái việc hành thiền. Và sư thì cũng như hồi nãy sư nói, bản thân sư thì chỉ ráng làm sao mà cho thêm đường, cho thêm một chút này chút kia để cho cái phần nước cam quý vị uống nó dễ, chứ sư không dám pha. Pha mà pha loãng quá thì lỗi của sư đối với đạo, và lỗi của sư đối với cái niềm tin của quý vị. Thì ngày hôm nay đó, đầu tiên là chúng ta học về cái việc cân bằng năm cái căn này. Ở tuần trước thì quý vị đã thấy là năm cái căn tính, tấn, niệm, định, tuệ, nó là những thứ hết sức là cần thiết, hết sức là quan trọng khi mà chúng ta hành thiền. Một hành giả mà không có được năm cái căn này thì rõ ràng cái việc hành thiền của họ có vấn đề. Nhưng mà đó, thường thì chúng ta năm cái này chúng ta sẽ không có đều, chúng ta sẽ có những cái chênh lệch. Và những cái chênh lệch đó nó sẽ dẫn đến việc cái sự chứng đắc của mình nó gặp trắc trở. Sư lấy ví dụ năm căn, ví dụ như tính. Đôi lúc cái đức tin mình nó mạnh quá thì nó sẽ vượt trội, nó sẽ lấn át hết những cái khác. Coi như là cái người đó đến với đạo, học đạo là hoàn toàn mù quáng, chỉ tin vào một người. Coi như là vì đó nói cái gì cũng tin, mình hoàn toàn mất đi cái khả năng tự chủ và mất đi khả năng suy tư. Sư thấy điều này ở rất nhiều nơi. Phải nói là những cái hội chúng ấy, sư thấy đông lắm, chỗ đẹp, đẹp nhưng mà uổng. Tại vì sao? Vì họ đến hoàn toàn thuần tí là dựa vào đức tin, dựa vào cái niềm tin đối với cái phương pháp hành trì của họ, dựa vào niềm tin đối với vị thầy, dựa vào niềm tin đối với cái nơi chốn đó. Thì lên hình quay phim thì rất là đẹp, nhưng mà cái nội dung cốt lõi thì không có. Thì sư nói là phải nói rất là tiếc. Cho nên khi mà mình để cho cái đức tin nó quá trội thì nó sẽ lấn át hết những cái căn khác. Nó dẫn đến cái việc là chúng ta tin một cách mù quáng, tin mà không có suy xét, tin mà không có nghi ngờ. Cho nên quý vị cẩn thận đối với những cái phương pháp hành trì mà nó triệt tiêu cái sự nghi ngờ, cấm quý vị nghi ngờ, không cho quý vị nghi ngờ. Coi như là nhiều người nói nghi ngờ là đọa địa ngục. Họ dùng đủ mọi cách là họ hù dọa, họ không cho phép nghi ngờ. Thì mình phải xem xét lại những toàn bộ những cái đó hết. Tại vì đó, đặc điểm của pháp bảo đó là thách thức mọi thử nghiệm, cho phép nghi ngờ. Tại vì có nghi ngờ thì mình mới tìm hiểu ra được cái chân lý, dám đặt cái niềm tin và dám đặt cái sự nghi ngờ để mình tìm ra được cái chân lý, thực hành theo nó, và mình mới có được cái sự gọi là tin một cách vững chắc. Và khi mà cái đức tin của mình mạnh như vậy đó, thì có một cách để mà quân bình. Đó là gì? Đó là vun bồi làm cho phát triển cái tuệ căn nó phát triển. Cho nên tính và tuệ nó là một cặp. Quý vị hiểu ha? Khi mà tính căn quá mạnh thì chúng ta dùng cái tuệ căn để mà đối lập với nó, để phát triển nó, để quân bình nó. Xin lấy ví dụ, có một lần trưởng lão Quốc Ca Lý, ngài xuất gia đó, nhưng mà ngài chỉ làm mỗi một việc là ngài nhìn ngắm Đức Phật thôi. Coi như là Đức Phật giảng cái gì ngài cũng không có để ý. Ngài suốt cả cái đời tu ngài chỉ ngắm Đức Phật. Mà quý vị biết là Đức Phật có 82 tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài rất là đẹp. Ngài nói cái âm thanh của ngài như là chim ca lăng từng già, mà được mô tả là cái con chim ca lăng từng già này khi mà nó cất tiếng hót lên rồi, toàn bộ những cái sinh linh ở vùng quanh đó
đứng im đó. Cái con thú lớn nó đang rượt con thú nhỏ, con thú lớn nó cũng đứng hình luôn, đứng lại để nó nghe tiếng chim hót. Con thú nhỏ mà nó đang bị rượt như vậy, khi mà nó nghe cái tiếng chim thì nó cũng dừng lại để nó nghe. Toàn bộ mọi sinh vật đều ngừng lại hoạt động của nó để mà lắng nghe tiếng chim ca lăng từng giờ. Mà tiếng của Đức Phật nó còn hay hơn nữa. Cho nên Ngài Quốc Ca Lý khi Ngài xuất gia, Ngài chỉ làm mỗi một việc là Ngài ngắm Đức Phật, Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà Ngài chỉ nghe cái âm thanh đó thôi là Ngài đủ, Ngài chết điếng rồi. Mà Ngài không cần mà Ngài phải bận tâm Đức Phật nói cái gì hết đó. Thì đối với trường hợp của Ngài đó, là cái niềm tin của Ngài quá mạnh, yêu mến, cái đối tượng yêu mến là Đức Bổn Sư, nhưng mà yêu mến quá mạnh đi. Ngài không cần phải suy xét về bất kỳ điều gì nữa hết. Cho đến cái lúc mà Ngài Quốc Ca Lý, Ngài bệnh nặng và Ngài chuẩn bị qua đời đó, thì Ngài có một cái tiếc nuối là gần chết rồi mà không được gặp Đức Thế Tôn lịch cúng. Tới mức như vậy, tới lúc gần chết rồi, cái suy nghĩ cuối cùng là muốn làm sao mà gặp Đức Thế Tôn rồi cũng chết, cũng nhắm mắt được. Mà thật sự mà nói, giả sử như mà bây giờ mà sư được gặp Đức Thế Tôn mà sư chết liền, thì nói thiệt là sư cũng làm. Thì mình bây giờ mình học đạo, mình đã nghĩ như vậy, thì huống chi là Ngài. Ngài tận mắt Ngài thấy Đức Thế Tôn bằng da bằng thịt. Cho nên Ngài thương lắm, Ngài tiếc lắm. Ngài tiếc là gần chết mà không được gặp Ngài, không được gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết như vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới quở. Quở là cái tấm thân dơ bẩn này đó, thì có cái gì để mà ông mê. Thì khi mà Ngài Quốc Ca Lý đặt cái niềm tin nơi Đức Phật như vậy, mà nghe Đức Thế Tôn khiển trách cái kiểu đó, thì Ngài rất là bị sốc. Ngài sốc ghê lắm. Nó giống như là bây giờ mình mến một vị thầy nào đó, mà vị thầy đó quở mình, nói cái thân này có cái gì đâu mà ngắm, ngắm này được lợi ích gì đâu, thì mình sẽ bị sốc. Cũng như vậy, Ngài Quốc Ca Lý, Ngài rất là sốc. Và Đức Thế Tôn nhân cơ hội đó, Ngài mới nói là cái người thấy pháp là người thấy Như Lai, và cái người thấy Như Lai là họ phải thấy pháp. Có nghĩa là mặc dù mình không nhìn được tận mắt Đức Thế Tôn, nhưng mà mình nhìn thấy được giáo pháp của Ngài, mình tu theo giáo pháp của Ngài, thì cũng chính là mình đang diện kiến Đức Thế Tôn. Và nhân cơ hội đó, Đức Thế Tôn còn dạy là hãy xem cái tấm thân này, nó là vô thường. Bởi vì nó là vô thường cho nên nó khổ, nó sẽ dẫn đến khổ. Và bởi vì nó khổ đó, nó không đáng để xem là ta, là của ta. Chỉ có nương tựa vào giáo pháp, thực hành theo giáo pháp, chứng đắc giáo pháp, thì đó mới là cái sự nhìn ngắm Đức Thế Tôn một cách trọn vẹn. Nhờ như vậy, Ngài Quốc Ca Lý phát triển tuệ quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên cái cách tốt nhất để mà đối trị lại cái trường hợp mà niềm tin mình quá mạnh là hãy tăng cường cái trí tuệ, hãy suy xét. Cái việc mình đặt niềm tin bản thân nó là tốt, nhưng khi niềm tin nó quá mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề tu tập của mình. Hãy suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết, sư cũng phải chết, quý vị cũng phải chết, sớm hay muộn thôi. Mà chính cái ái đó là cái sợi dây trói buộc. Cho nên mọi thứ ở đời đều vô thường hết, biến hoại hết. Hãy quý trọng từng cái giây phút hiện tại mà quý vị có mặt ở đây, quý trọng từng cái giây phút mà quý vị học đạo ở đây, và quý trọng từng giây phút quý vị hành thiền ở đây. Khi mà quý vị có cái sự quý trọng, có cái sự nỗ lực bằng cái trí tuệ nhận thức rõ tam tướng, vốn dĩ nó là vô thường, vốn dĩ nó mang lại khổ đau, và vốn dĩ nó không phải là tôi, là của tôi, nó là vô ngã. Khi mà quý vị phát triển được trí tuệ như vậy đó, thì quý vị sẽ cân bằng được đối với đức tin. Trong số quý vị ở đây, đa phần phụ nữ là nặng về niềm tin, cái tính căn của họ rất là mạnh. Vì cái đức tin của họ, họ sẵn sàng làm những việc mà người khác rất khó làm,
Nhưng mà vì cái niềm tin họ có thể làm được. Đó là thế mạnh của phụ nữ. Cho nên mới gọi là thiện nam mà tính nữ. Đức tin là thế mạnh của phụ nữ. Tuy nhiên, hãy dùng cái trí tuệ để cân bằng lại cái niềm tin. Đừng để cho cái niềm tin nó bị quá, thì nó sẽ uổng lắm. Còn có những trường hợp, cái này là người nam thì bị nhiều, là cái trường hợp mà tuệ nhiều mà tính ít. Có nghĩa là cái trí tuệ mình nó quá mạnh, nó lớn át hết những cái khác. Thì khi mà trí tuệ quá mạnh ấy, cái này là Thanh Tịnh Đạo nói chứ không phải là sư nói, thì mình rơi vào cái tình trạng gọi là lấu cá. Quý vị biết từ lấu cá không? Rơi vào tình trạng là lấu cá và rất khó dạy. Tại vì đó, họ dựa vào cái sự hiểu biết của họ, và bất kỳ ai mà nói nó khác đi cái sự hiểu biết của họ là họ đều không chấp nhận. Bởi vì họ không tìm thấy một người để họ tin tưởng. Và cái sự học đạo của mình mà mình không có được cái niềm tin thì nó khó học vô cùng. Ví dụ như vừa rồi đó, sư có đăng một cái câu hỏi và câu trả lời. Sư cố tình dùng cái cách trả lời nó ví von để mà mọi người thấy cái chuyện kinh khủng nó là một cái chuyện tương đối nó nhẹ nhàng. Là sư nói cái người ở dưới địa ngục họ không ở trong nhà, mấy cái nhà mà vàng bạc vàng mã mà mình đốt xuống họ không có ở được. Người dưới địa ngục họ không ở trong nhà, ở trong chảo. Thì cái cách nói của sư thì nó hơi gây cười để cho mọi người thấy cái chuyện đó tương đối nó nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật ở trong chảo nó khổ lắm, cái gì nó không sướng gì đâu. Vậy đó mà có người hỏi sư chết chưa sư biết, thấy chịu nổi không? Mà quý vị biết là khi mà sư đọc cái bình luận đó là sư chợt hiểu tại sao hồi xưa mà Đức Phật khi mà ngài vừa thành chánh giác mà ngài muốn nhập niết bàn, trời ơi cái lũ này mà nó độ sao nổi, khổ lắm. Gì mình nói một câu nó cãi một câu, mà đã vậy nó hỏi sư dựa vào đâu sư căn cứ vậy, sư ngài sư nói thì mình đã nói là dẫn hẳn kinh ra, chỉ đọc kinh, chỉ có đọc kinh thôi, chứ bây giờ mà mình nói mình lý luận thì họ sẽ không tin tưởng. Chỉ có dẫn kinh để mà trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng mà kinh thì không chịu đọc mà vẫn cứ tiếp tục hỏi, thì sư nghĩ là những trường hợp đó là kiếm chuyện là nhiều thôi, chứ còn không có phải đến đâu. Đạo thì quý vị thấy đó, khi mà cái trí của mình ấy nó quá mạnh thì thường mình không có tin được ai hết, người ta nói cái gì mình không tin. Mà thử hỏi quý vị, cái trí của mình nó đến được đâu, trí mình không tới đâu hết. Nếu như mà chúng ta là thánh thì đâu còn gì để nói. Mà quý vị biết là trong kinh, bài kinh đầu tiên có nghĩa là kinh Phạm Võng của Trường Bộ, khi mà chúng ta chưa chứng thánh thì mọi suy nghĩ của chúng ta đều vướng phải lứa tà kiến hết, không tránh được. Bởi vì nếu như mà quý vị không có tà kiến là quý vị chứng sơ quả Tu Đà Quần là tối thiểu. Toàn bộ chúng ta đều vướng phải lứa tà kiến hết. Mà khi vướng như vậy, chúng ta chỉ có thể nhờ vào giáo pháp của Đức Thế Tôn thôi. Mà khi mà nhờ vào giáo pháp Đức Thế Tôn để mà thoát khỏi lứa tà kiến đó, chúng ta phải có niềm tin tối thiểu nơi này. Phải có niềm tin tối thiểu nơi Đức Phật, phải có niềm tin tối thiểu nơi giáo pháp, và phải có niềm tin tối thiểu nơi những vị thầy hướng dẫn cái gì. Chẳng thà đó, mình hỏi là thầy nói như vậy, sư nói như vậy, căn cứ vào đâu? Có bài kinh nào để con có thể tham khảo thêm hay không? Thì được. Bởi vì cái sự nghi ngờ đó là hợp lý. Quý vị không biết là vị thầy đó, vị sư đó nói căn cứ vào đâu, quý vị có thể nghi ngờ. Nhưng mà khi nghi ngờ như vậy, mình phải có niềm tin nơi chánh pháp để chi? Để khi mà vị đó đưa ra cái sự hướng dẫn, đưa ra cái sự dẫn chứng, thì mình cũng phải biết mở ra để mình coi. Chứ còn ngay cả kinh điển mà mình cũng không coi luôn, mình nói là kinh này chắc gì Phật thuyết, rồi mình không coi, thì như vậy đó, cái thiệt là thiệt của mình. Nó giống như mình bị bệnh, mình đến bác sĩ, đến bệnh viện, mà mình nói là tôi không tin bác sĩ,
Tôi không tin là cái bác sĩ cho tôi thuốc này đúng thiệt là thuốc thiệt chứ không phải thuốc dởm. Như vậy thì chỉ có mình thiệt thôi, mình chịu chết thôi chứ bác sĩ không đâu có chết đâu. Đó là như vậy. Mình phải có niềm tin tối thiểu. Còn mà quý vị hỏi kinh thì kinh nào kinh thiệt, kinh nào kinh dởm? Thì có một lần một vị cư sĩ hỏi Hòa thượng Thanh Từ, hỏi Hòa thượng như thế này nè: thưa Hòa thượng, có những kinh mà Phật giáo Nam truyền có, Phật giáo Bắc truyền không có. Có những kinh Phật giáo Bắc truyền có, Phật giáo Nam truyền không có. Có những kinh mà hệ phái này có, hệ phái kia không có. Thì như vậy con biết phải làm sao? Như vậy bài kinh nào là đúng với kinh Phật, kinh nào không đúng với kinh Phật? Thì Hòa thượng Thanh Từ mới trả lời như thế này: hãy đối chiếu. Nếu như cái bài kinh nào mà tất cả hệ phái đều có, Nam truyền cũng có, Bắc truyền cũng có, thì đó mình có thể chắc chắn tin tưởng đây là kinh Phật do Đức Phật thuyết và mình có thể hành trì theo. Còn những bài kinh nào á mà bên đây có bên kia không có thì thôi để qua một bên. Mà quý vị biết là kinh điển Nam truyền, Tạng kinh, Tạng luật, Tạng luận, bây giờ sẽ nói Tạng kinh đi: Trường bộ, Trung bộ, Tiểu bộ, Tăng chi, Tương ưng, thì đều có những cái bộ đối chiếu ở bên Phật giáo phát triển. Đó là những bộ gì? Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, rồi Tăng nhất A Hàm đều có hết. Cho nên cái hệ thống kinh điển của Phật giáo Nam truyền là chúng ta có thể căn cứ để học theo được. Còn những bài kinh khác mà không có trong những hệ phái khác thì chúng ta nên để qua một bên. Hoặc thậm chí đấy, một số bài kinh thì cái nguồn gốc của nó không còn điều bí mật nữa. Quý vị chỉ cần tìm ở trên mạng là ra nguồn gốc bài kinh này ở đâu ra, do Phật thuyết hay là do người này người kia tự sáng tác, có hết trên mạng đó. Cho nên tuệ nhiều mình phải có đức tin tối thiểu, phải tăng trưởng cái niềm tin để nó quân bình với cái tuệ. Cho nên khi mà cái tính căn và cái tuệ căn của mình nó quân bình thì chúng ta chỉ tin cái mà chúng ta có lý do để tin, chứ chúng ta không tin một cách bừa bãi. Và tiếp theo là một cặp nữa, đó là tấn căn và định căn. Khi mà chúng ta hành thiền, nếu như mà cái sự tinh tấn nó quá mạnh, nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là chạo hối hoặc là chạo cử. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền nó không yên, cái tâm của mình nó lúc nào cũng lăng xăng lăng xăng. Nếu như mà nó nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện vợ chồng con cái nó quá bậy thì không nói rồi. Nhưng mà có khi đó cái tấn nó làm cái một cái việc mình không ngờ là nó nghĩ tới cái chuyện làm chút xíu nữa quét sân, chút xíu nữa chén, chút xíu nữa công quả, chút xíu nữa đảnh lễ, chút xíu nữa bố thí, rồi mình nghĩ đến những cái chuyện là mình sẽ làm phước, mình làm từ thiện. Thì những cái đó toàn bộ là nó do cái tấn căn, cái sự tinh tấn của mình ấy, nó làm cho mình bị chạo hối, không có hành thiền được, tâm của mình nó chạy lăng xăng. Rồi khi mà mình làm việc quá nhiều ấy, thì khi ngồi thiền mình ngồi cũng không yên. Có nghĩa là sao? Mình ngồi lúc nào nó cũng cục cựa, nó không cho mình ngồi yên một chỗ. Cho nên ấy, khi mà tấn nó quá mạnh, nó sẽ làm cho chúng ta bị chạo hối, không ngồi thiền được. Còn cái định mà nó quá mạnh ấy, nó lại dẫn đến một trường hợp là chúng ta giải đãi buồn ngủ và lười biếng. Như là trường hợp Ngài Mục Kiền Liên ấy, khi mà Ngài chứng sơ quả rồi thì Ngài được Đức Thế Tôn hướng dẫn những cái đề mục hành thiền. Nhưng mà Ngài ngồi thiền, Ngài cứ gục lên gục xuống, Ngài cứ buồn ngủ, Ngài hôn trầm trần huyết thôi. Do là Ngài, cái định của Ngài nó quá mạnh, người ta cần có cái sự nỗ lực để mà người ta bám vào cái đề mục. Nhưng mà Ngài không có cần. Cái chuyện bám vào đề mục đối với Ngài nó rất là đơn giản. Ngài chỉ cần Ngài định trên cái một cái chỗ là nó định y chang vậy. Cho nên Ngài ngồi hồi là Ngài buồn ngủ, và Đức Thế Tôn hướng dẫn Ngài đó, để đối trị cái cơn buồn ngủ đó là phải nỗ lực tinh tấn, dùng cái sự tinh tấn để mà nó tăng nhiệt cái nội tâm,
để nó trừ đi cái sự buồn ngủ, trừ đi cái sự giả dự. Mà quý vị phân biệt nha, sư nói là định mạnh thì dẫn đến hôn trầm, có là dẫn đến buồn ngủ á, nhưng không có nghĩa là mình buồn ngủ là mình định mạnh. Nhớ chuyện hai chuyện này khác nhau. Đừng có nói là tôi buồn ngủ là tại vì định tôi mạnh quá nên tôi buồn ngủ. Nó khác nha. Cho nên khi mà cái tấn nó quá mạnh, nó làm cho mình cạo cử, thì chúng ta dùng cái định, cái sự an lạc của định, cái sự buông bỏ, để mà chúng ta đối trị, là chúng ta cân bằng lại cái tấn căng. Và khi mà cái định nó quá mạnh thì chúng ta lại dùng cái tấn để mà chúng ta quân bình. Có nghĩa là hai thằng này một là một cặp với nhau, chúng ta phải ráng làm sao để cho nó quân bình. Và quý vị nhớ là cái việc mà hành thiền, chỉ khi nào mà quý vị cân bằng được hai thằng này, có nghĩa là cái tấn căn và cái định căn cân bằng được, thì chúng ta mới có khả năng đắc thiền. Còn khi mà hai anh này mà ảnh bị lệch, ảnh không có quân bình, thì chúng ta không đắc thiền được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền tập trung vào đề mục mà chúng ta không có bị trào cử, cũng không có bị hôn trầm, thì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hành thiền một cách rốt ráo. Và tiếp theo, chúng ta còn phải quân bình tính căn và định căn. Có nghĩa là sao? Quân bình giữa niềm tin và cái sự tu tập định. Bởi vì đó, khi mà chúng ta hai căn này chúng ta quân bình, thì chúng ta có được cái niềm tin nơi cái đề mục thiền. Chúng ta tin rằng cái đề mục Kasina này là một cái đề mục nền tảng giúp cho chúng ta có khả năng chứng thiền, giúp cho chúng ta đạt đến những cái tầng bậc cao hơn trong cái việc hành pháp, thực hành tiểu giáo pháp. Chúng ta tin rằng cái đề mục này là đề mục mà chư thánh tăng đã đi qua. Đề mục này là một đề mục mà chư Phật đã đi qua. Đề mục này là một đề mục giúp cho chúng ta thoát khỏi cái khổ hiện tại và thoát khỏi cái khổ về sau. Nhờ như vậy, chúng ta có khả năng định tâm tốt trên đề mục Kasina. Khi mà chúng ta tin tưởng vào nó thì cái định chúng ta sẽ phát triển. Ngoài ra đó, tuệ còn song song với định. Có nghĩa là sao? Cái tuệ và cái định nó còn phải cân bằng với nhau. Cân bằng như thế nào? Cân bằng là chúng ta hiểu về tam tướng, hiểu về duyên khởi, để chúng ta hiểu rằng không có một cái gì đáng để chúng ta nương tựa ngoài cái đề mục thiền của mình. Lúc trước ấy, sư có một cái cô thí chủ, cô Phật tử lớn tuổi rồi, cách đây cũng lâu rồi, thì cứ chiều lại đó, thì sư bao tử, thì bị bao tử đó, thì cổ dâng nước trái cây hoặc là dâng những cái nước này nước kia đó. Thì khi mà cổ dâng như vậy, buổi chiều tối mà sư dùng, khi mà sư uống cái nước đó vào cơ thể, tự nhiên là sư thấy nó ngon. Tự nhiên mà quý vị nhịn, buổi chiều quý vị không ăn mà quý vị uống một ly nước, cho dù đó là nước gì đi nữa, thì trừ cái trường hợp đặc biệt mà ta chịu khổ thôi, sư không nói. Mà thường mình uống nước trái cây mình sẽ có cảm giác nó ngon. Và khi mà sư uống sư thấy ngon, thì sư chợt nghĩ như thế này: sở dĩ mình uống nước mà mình thấy ngon là do mình có bệnh mình mới uống nước. Mà sở dĩ mình có bệnh là do mình có tấm thân này. Mà sở dĩ mình có cái tấm thân này đó là do mình phải đầu thai. Mà sở dĩ mình đầu thai là do những cái nghiệp thiện ác của đời trước. Và do những nghiệp thiện ác của đời trước cho nên mình mới đầu thai. Do đầu thai cho nên mới có tấm thân này. Do có tấm thân này cho nên mới có bệnh. Mà do có bệnh cho nên mới phải uống nước. Mà khi uống nước như vậy đó, mình lại nảy sinh cái tâm thích thú, có nghĩa là mình lại tiếp tục tạo nghiệp, mà cái nghiệp này nó lại dẫn cái sự luân hồi ở đời sau kiếp khác. Và luân hồi là một cái sự hết sức là đáng nhàm chán, đi lên rồi cũng phải đi xuống,
mà thường ấy mình đi xuống nhiều hơn đi lên. Đời này biết Phật pháp, đời sau chắc gì còn biết. Hết đời Đức Phật Thích Ca đến thời Đức Phật Di Lặc, nếu như tới thời Đức Phật Di Lặc mà không có chứng đắc gì hết thì sẽ qua một cái A Tăng kỳ kiếp không có Phật ra đời. Chúng sanh hoàn toàn chìm trong đêm tối mà mình vẫn còn ngồi đây mình gây nghiệp hay sao? Khi mà suy nghĩ như vậy, tự nhiên là sư thấy một cái sự nhàm chán, một cái sự kinh sợ, không hề muốn luân hồi chút nào hết. Thậm chí ba cái chuyện mà dạy học rồi những cái chuyện này chuyện kia sư buông hết, bỏ, không nghĩ gì tới nữa. Có một cái sự nhàm chán. Và khi mà có cái tâm như vậy đó, thì sư nghĩ là bây giờ có cái gì để cho mình nương, mình phải nương tựa vào cái gì đó chứ, để mình thoát khỏi cái tình trạng hiện tại. Và khi đó sư nghĩ là chỉ còn cái đề mục thiền thôi, chỉ còn cái casino trắng để cho mình nương nhờ. Bây giờ nếu như không nương nhờ đề mục thiền này thì thật sự không còn một cái gì để nương nhờ nữa. Chính như vậy sư có được cái sự tập trung vào cái đề mục thiền, vào cái casino trắng. Thì quý vị thấy khi mà cái tuệ nó đi kèm với cái định, chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta tu tập, hiểu được cái duyên khởi, hiểu được cái tam tướng, và có cái sự nhàm chán đối với các pháp. Và cái căn cuối cùng là cái niệm. Thì thưa quý vị, cái niệm là không bao giờ thừa, niệm chỉ có thiếu thôi chứ không thừa. Cho nên ấy, cái niệm luôn luôn để cho nó tăng trưởng càng mạnh càng tốt. Như tuần trước sư nó nói, chúng ta phải sống có niệm, sống có chánh niệm. Khi mà chúng ta sống mà không có chánh niệm ấy, miệng thì mở miệng ra thì mình lạy Phật, mở miệng ra là mình réo gọi tên Phật, chứ thực tế Phật ở đâu ấy, chứ Phật không có trong lòng mình, Phật không có trong tim mình, không có trong phổi mình, Phật chỉ có trong miệng của mình thôi. Mở miệng ra là mình mô Phật, mà Phật không mô, không thấy. Cho nên sống là phải có chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Tập trung ghi nhận đề mục trong bất kỳ một cái oai nghi nào, bất kỳ một cái tình huống nào, bất kỳ một cái tư thế sinh hoạt nào. Khi chúng ta đi, chúng ta vẫn có thể nhớ đến đề mục thiền. Khi chúng ta ngồi, vẫn có thể nhớ đến đề mục thiền. Khi chúng ta ăn uống, vẫn có thể nhớ đến đề mục thiền. Thậm chí khi chúng ta vệ sinh, vẫn có thể nhớ đến đề mục thiền. Một người sống chánh niệm là một người từ khi họ mở mắt thức dậy cho đến khi họ nhắm mắt, họ vẫn luôn luôn chú tâm vào đề mục thiền. Mà thường ý, người tại gia cư sĩ rất khó làm những cái việc này, bởi vì quý vị còn phải làm việc, còn phải đi làm kiếm tiền, rồi còn có những cái bổn phận mà quý vị phải lo. Cho nên hiện tại bây giờ chùa Nam Tông đang gấp rút để mà hoàn tất những cái khâu chuẩn bị những cái phòng ốc cho quý vị. Để sắp tới đó, chúng ta sẽ có những cái tuần lễ mà chúng ta gọi là một ngày tu bát quan trai. Để chi? Để quý vị sống trọn một ngày trong chánh niệm, giữ giới trong sạch, giữ niệm trong sạch. Để chúng ta tu, để chúng ta hiểu được cái lợi ích của việc sống hoàn toàn một ngày ở trong chánh niệm nó lợi lạc như thế nào. Còn bây giờ chúng ta học thì về nhà rồi đó, rất hiếm thời gian chúng ta có thể bỏ ra chúng ta hành thiền. Hoặc thậm chí đó, chúng ta có cái lòng chúng ta tu thì cái điều kiện cũng không cho phép, cái môi trường xung quanh không cho phép, thì nó rất là kẹt. Và khi mà quý vị hiểu được cái sự quân bình năm căn này, tính, tấn, niệm, định, tuệ, khi mà chúng ta quân bình được năm cái này đó, thì cái sự hành thiền của chúng ta sẽ có tiến triển. Sư lặp lại, cái bài học này giúp cho quý vị tăng trưởng cái việc hành thiền. Cho nên nghe không phải nghe cho vui, nghe để cho quý vị ứng dụng vào cái việc hành thiền. Khi nào chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta thấy tính nó mạnh quá, cái đức tin mình nó mạnh quá, thì ngay lập tức phải dùng cái tuệ để nó cân bằng. Ví dụ như tự nhiên hành thiền mình nghĩ tới cái vị thầy mà mình mến,
Hành thiền mình nghĩ tới cái giáo pháp, hành thiền mà mình thấy là cái niềm tin của mình sao mà nó mạnh quá, nó mãnh liệt quá, thì ngay lập tức phải dùng trí tuệ quán xét hiểu mọi vật là vô thường, mình rồi sẽ chết, thầy mình cũng sẽ chết, giáo pháp này cũng sẽ đi đến cái chỗ tiêu hòa diệt quá. Rồi sẽ có những lúc không còn ai nhớ đến giáo pháp này nữa, rồi sẽ có một lúc không còn ai nhớ đến Đức Thế Tôn, rồi sẽ có một lúc không còn ai biết đến hành thiền, không còn ai biết đến cái sự tu tập hướng đến con đường giác ngộ, rồi sẽ có lúc đó. Cho nên hãy lợi dụng cái cơ hội này, lợi dụng cái thời gian, lợi dụng tuổi trẻ để tu tập hướng đến con đường giải thoát. Không giải thoát được bây giờ thì cũng giải thoát ở đời sau. Nhớ như vậy. Nhờ như vậy chúng ta sẽ dùng được cái trí tuệ để cân bằng cái đức tin. Và khi mà đức tin nó kém mà trí tuệ nó mạnh thì phải dùng cái đức tin để mà cân bằng trí tuệ. Khi mà chúng ta thấy là chúng ta không thể tin tưởng được ai hết, khi mà chúng ta thấy là cái tuệ mình nó hoạt động quá nhiều, thì hãy tăng trưởng cái niềm tin. Tin cái gì? Đức Thế Tôn đã hành ba la mật suốt 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, cái máu ngài đổ ra nhiều như nước trong bốn biển, cái số kiếp mà ngài hy sinh cái tính mạng cho chúng ta nó nhiều không kể xiết. Ngài đã vì mình mà phơi thay ngoài cỏ nội, ngài đã vì mình mà máu đổ thành sông, ngài đã vì mình mà tu hành giữa đêm đông giá rét, ngài đã vì mình mà dầm mưa giải nắng suốt đêm hè. Hiểu Đức Thế Tôn như vậy, tin tưởng cái lời dạy của ngài, chỉ có lời dạy của ngài mới đưa chúng ta đến cái con đường thoát khổ, chỉ có lời dạy của ngài mới khiến cho mình thoát khỏi kiếp trần luân. Chúng ta đã luân hồi quá lâu rồi, những cái tri thức, những cái sự hiểu biết của chúng ta đời nào cũng có hết, nhưng mà cái số kiếp mà chúng ta biết được Phật pháp nó là bao nhiêu, mà đời này chúng ta lại dành cái sự nghi ngờ, chúng ta không biết tin nơi chánh pháp, thì chúng ta biết nương tựa vào ai? Chư tăng, những con người hành trì theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, các ngài là những người học pháp và hành pháp. Khi chúng ta có niềm tin, chúng ta không nghi ngờ, thì chúng ta mới có thể phát triển được trên con đường hành đạo. Tăng trưởng cái niềm tin là như vậy đó thưa quý vị. Rồi khi mà cái cặp tinh tấn và định nó không quân bình, thì chúng ta phải biết cách để mà quân bình hai cái cặp này. Chúng ta hiểu khi mà hai anh này không có sự quân bình thì cái việc hành thiền chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tấn nhiều mà định ít thì dẫn đến trạo tự, định nhiều mà tấn ít thì dẫn đến phôn trầm. Khi hành thiền lúc nào chúng ta cũng phải vật lộn với hai người này. Đây là hai kẻ thù không đội trời chung đối với chúng ta. Chúng ta phải làm sao để vượt qua nó bằng cách nào? Khi mà cái tấn nó quá mạnh thì dùng định để duy trì, khi định quá mạnh thì dùng tấn để sách tấn. Cho nên cái việc hành thiền là việc quân bình của năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Trong đó niệm là không bao giờ đủ. Nhớ như vậy, nhờ như vậy chúng ta mới có thể phát triển được khi mà chúng ta hành thiền. Tiếp theo là chúng ta phải thiền xảo về tướng. Đây là một trong những cách để mà hỗ trợ cái việc thiền định, đó là thiền xảo về tướng. Có nghĩa là sao? Thiền xảo có hai cái. Thứ nhất là mình khéo léo để làm sao làm cho cái tướng đó nó hiện khởi nơi tâm. Khi mà chúng ta nhìn vào địa mục Kasina trắng, khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta phải khéo làm sao để cho cái hình tướng của cái Kasina trắng nó hiện nơi cái tâm của mình, để chúng ta tiếp tục quan sát được nó. Phải khéo léo để cho nó sanh khởi. Và khi mà nó đã sanh khởi rồi đó, chúng ta phải khéo làm sao cho nó đừng có mất đi. Cho nên khi mà hành thiền cái Kasina trắng, sư vẫn khuyên quý vị là giai đoạn đầu quý vị cứ ngồi một chỗ, nhìn vào cái Kasina trắng, thỉnh thoảng nhắm mắt lại để tái tạo cái hình ảnh đó ở trong tâm. Khi mà chúng ta nắm được cái tướng, cái sơ tướng của cái Kasina trắng rồi đó, chúng ta có thể thử đứng dậy đi. Và khi mà chúng ta đứng dậy đi đó, mà bất thình lình cái tướng đó nó mất, thì chúng ta ráng làm sao để chúng ta tạo nó trở lại.
để chúng ta duy trì nó. Tuy nhiên nếu như chúng ta không thể tạo lại được thì quay lại chỗ ngồi, đó là cái sự thiện xảo khéo léo để làm sao cho cái tướng nó phát sanh, và khéo léo làm sao để duy trì cái tướng. Và tiếp theo là chúng ta thiện xảo về thức giác chi. Ở đây có ai thử nói cho sư nghe coi. Bây giờ cái giác chi đầu tiên là trạch pháp giác chi. Thử ai nói cho sư nghe cái trạch pháp giác chi nó là cái gì. Nó sai làm sao đó. Sư cố ý sư chờ để coi quý vị nói sai như thế nào để mà sư chỉnh. Thử theo quý vị hiểu trạch pháp giác chi nó là cái gì. Bởi vậy khi mình học đạo mà mình thiếu những cái giáo lý cơ bản, nó kẹt ghê lắm quý vị. Nó giống như khi mà quý vị đi học nấu ăn đi, phụ nữ thì nấu ăn, sư ví dụ khi mà quý vị đi học nấu ăn thì bà cô giáo dạy nấu ăn chẳng hạn như chỉ cái món bún bò, thì bà cô chỉ đơn giản nói là làm cái nước chấm như thế nào đó, rồi làm cái đồ ăn như thế nào và nêm nếm như thế nào. Chứ còn mà bây giờ quý vị mà bắt bà cô giáo là bà phải giải thích là bún bò là cái gì, bún nó ra làm sao, rồi tại sao tên nó là bún bò, mà bò nó là bò gì, rồi bò có bao nhiêu loại, thì phải nói là bà cô chắc chỉ có đá quý vị ra khỏi phòng là chứ còn không cách nào mà dạy được. Cho nên cái việc mà hướng dẫn pháp, sư mong muốn là quý vị có được những cái kiến thức hết sức cơ bản. Để chi? Để khi mà mình mở miệng ra là mình có, mình xài. Chứ không phải mà sau này mỗi lần mà nhắc tới thức giác chi là sư lại phải giải thích một lần thì nó kẹt lắm. Coi như bây giờ sư giải thích một lần thôi. Nhớ. Thì thế nào là trạch pháp giác chi? Có lần ấy sư đọc ở trên một cái quyển sách mà họ giải thích trạch pháp giác chi, mà sư đọc sư hết hồn. Họ nói trạch pháp giác chi là chọn một cái pháp môn để tu, họ gọi đó là trạch pháp giác chi. Sai lầm. Trong kinh Đức Phật không dạy như vậy. Trạch pháp giác chi có nghĩa là chúng ta chọn lựa. Chọn lựa cái gì? Chọn lựa cái gì nên làm và không nên làm. Sư giả sử trong cái việc hành thiền, chúng ta thừa sức biết cái tham ái, tham dục trong vấn đề nam nữ, nó là cái cấu uế của định. Bất kỳ một hành giả nào khi hành thiền mà họ để cho tham dục nó chi phối, để cho tham dục nó ảnh hưởng, khi họ không thoát khỏi lưới tham dục thì khi đó cái định của họ sẽ bị ô nhiễm. Định chưa có thì nó sẽ không thể nào có, còn định đang có nó sẽ biến mất. Giống như trường hợp mà trong một kiếp Bồ Tát là một vị chứng thiền, ngài có thần thông, ngài đi mây về gió. Nhưng mà có một lần ngài đi ngang qua cái bờ sông, gặp bà hoàng hậu đang tắm. Và khi ngài nhìn thấy bà hoàng hậu như vậy, ngay lập tức ngài mất thiền, mất thần thông, ngài rớt xuống. Đi thì đi mây, mà về thì đi bộ. Cho nên cái dục là một cái trở ngại trực tiếp đối với những người hành thiền. Cho nên một người có được cái trạch pháp giác chi, một vị hành giả có trạch pháp giác chi, ngay khi có một cái niệm tham dục khởi lên trong tâm, họ ngay lập tức họ biết đây là tham dục, và ngay lập tức họ biết đây là sự ô nhiễm đối với định, và ngay lập tức họ loại bỏ nó ra, không nghĩ đến nó nữa. Một vị hành giả hành thiền, dù là thiền chỉ hay thiền quán, khi mà có tham dục nổi lên, họ sẽ dùng rất nhiều cách để họ chế ngự. Đó là trạch pháp giác chi. Cho nên một vị hành giả chánh niệm có trạch pháp giác chi, ngay cả trong giấc mơ. Ví dụ bản thân sư có một lần, sư không nói lúc nào cũng vậy, mà có một lần khi mà đang hành thiền, rồi tối hôm đó đi ngủ mơ thấy phụ nữ. Thì khi mà mơ thấy phụ nữ, ngay lập tức cái trạch pháp giác chi nó báo động liền, nó báo là đây là tham dục. Và khi mà báo đây là tham dục, hiểu ngay lập tức đây là trở ngại của định,
Đây là cái sự ô uế của định. Ngay lập tức tỉnh ngủ. Cho nên Đức Phật nói, một người mà có chánh niệm, họ không thể nào mà bị tham dục nó chi phối để làm ra được một cái việc mà mình nói là tiết ra những cái chất dơ khi mà trong giấc ngủ. Không bao giờ có. Một vị có chánh niệm còn là như vậy, huống chi là một vị A-la-hán. Cho nên một vị A-la-hán không bao giờ tiết ra chất dơ dù trong bất kỳ một tình huống nào. Sư nói trong bất kỳ tình huống nào là sư nói hơi quá, tại vì còn có một cái trường hợp, nhưng mà cái trường hợp đó là nó bị bệnh, thì những trường hợp đó thì mình loại trừ nó ra, hoặc một số trường hợp trong luật thì loại trừ nó ra. Còn một vị A-la-hán căn bản trong giấc mơ không bao giờ cái chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Một hành giả có chánh niệm, ngay khi có cái hình bóng của người khác phái, ngay lập tức họ biết rõ đây là dục, đây là trở ngại của định. Đó là trạch pháp giác chi. Rồi khi mà chúng ta đang đi thiền mà ngay lập tức có ai đó không tắt điện thoại mà để cho điện thoại nó reo, mình có một cái tâm là mình bất mãn, ngay lập tức phát hiện nó liền. Đây là tâm sân. Và đây là không nên có. Tâm sân này nó sẽ ảnh hưởng đến định. Và khi đó mình tìm cách mình hóa giải nó đi. Đó là trạch pháp giác chi. Khi mà quý vị về nhà, nhìn thấy trong nhà, nhà cửa nó bề bộn, nó chưa dẹp, mình nhíu mày một cái là mình hiểu ngay lập tức đây là tâm sân. Tâm sân không nên có. Nó là tâm bất thiện, nó sẽ dẫn mình đi đến cõi khổ. Đó là trạch pháp giác chi. Khi mà quý vị đi làm, gặp đồng nghiệp của mình nói một cái câu khó nghe, gặp ông sếp của mình nói một câu khó nghe, ngay lập tức khi mà mình nhíu mày là mình ngay lập tức biết đây là tâm sân, đây là bất thiện, đây là không nên có. Đó là trạch pháp giác chi. Rồi khi mình đứng trước một cái cám dỗ nào đó thì ngay lập tức biết đây là thiện hay là bất thiện. Nếu là bất thiện thì ngay lập tức mình phải loại bỏ nó đi. Do đó, tuần trước sư có ví dụ một anh thợ mà ảnh đang mở cái ổ khóa để ăn trộm. Mình không thể nào nói là ảnh đang hành thiền được. Ảnh đang có định thì đúng, nhưng mình không thể nói anh đang hành thiền. Bởi vì sao? Mặc dù anh làm cái gì anh biết cái đó, anh tập trung hoàn toàn vào cái ổ khóa, nhưng mà anh không có trạch pháp giác chi. Bởi vì anh không phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Anh không phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện. Cho nên chỉ riêng cái việc tập trung mà thiếu cái trạch pháp giác chi thì chúng ta không thể gọi nó là thiện. Đó là đối với thiện và bất thiện. Rồi ngay như trong cái thiện thì cái trạch pháp giác chi nó cũng làm một việc là biết cái thiện nào nên làm và thiện nào không nên làm. Cần phải ưu tiên cái thiện nào và không ưu tiên cái thiện nào. Thì đây ví dụ, trong những cái phước thiện nó có ba cái là phước vật, phước đức và phước trí. Trong đó phước vật và phước đức thì gần như là ngang nhau. Gần như là ngang nhau. Trong nhiều trường hợp nó gần như là ngang nhau. Nhưng mà có nhiều người thì họ coi trọng cái phước đức hơn là phước vật. Thì cái phước vật là cái gì? Trong 10 cái thiện pháp, 10 cái nhân sanh phước, phước vật là cái gì? Đó chính là cái sự bố thí. Còn cái phước đức đó là gì? Đó là sự giữ giới nè, cung kính, phục vụ, hồi hướng, rồi tùy hỷ. Thì nó thuộc về cái phước đức. Thì hai cái phước này đó, bình thường chúng ta lúc nào cũng có thể làm. Tuy nhiên, cái phước trí nó là cái phước quan trọng nhất. Nhớ như vậy. Cái phước trí là cái phước cần phải ưu tiên hàng đầu. Phước trí gồm có cái gì? Thuyết pháp, nghe pháp, sửa sang tri kiến cho đúng, và hành thiền. Cho nên ấy, ngay như trong những cái pháp thiện thì chúng ta cũng phải có những cái trạch pháp giác chi. Ví dụ như
chúng ta tham dự một cái buổi từ thiện như là phát đồ ăn chẳng hạn, cho đồ ăn miễn phí, thì mỗi một người có những cái khay, rồi mình cho họ đồ ăn, rồi sau đó là có phần là rửa. Thì khi chúng ta đang phát khay như vậy, chúng ta đang làm cái việc bố thí, mà có cái bà bạn, bà kêu là thôi bây giờ cái mớ dĩa ở dưới là nó nhiều rồi, thôi xuống dưới để mà rửa đi. Thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải dùng trạch pháp giác chi để xem coi cái tâm của mình nó hoan hỷ với cái nào. Nếu như nó hoan hỷ với cái việc mình bố thí thì chúng ta tiếp tục bố thí. Nếu chúng ta cảm thấy cái việc mà chúng ta đi xuống chúng ta phục vụ á, mà nó làm cho mình mất vui, mình không có cái sự hoan hỷ, thì mình biết bố thí trong cái sự hoan hỷ nó vẫn tốt hơn phục vụ mà trong cái tâm bực dọc không hoan hỷ. Cho nên trạch pháp giác chi làm cái nhiệm vụ, mình biết trong cái thiện đó cái thiện nào nên làm. Hoặc là cũng trong trường hợp đó mà mình thấy là thôi bây giờ mình xuống dưới mình rửa cũng không sao, mọi việc nó đều như nhau hết, thay vì mình làm phước bằng cách là mình bố thí thì bây giờ mình làm phước bằng cách mình phục vụ, thì nó cũng là thiện. Thì mình cứ việc mình quay qua mình rửa dĩa cũng không sao hết. Đó là trong cái trường hợp trạch pháp giác chi nó sẽ làm việc để biết đây là tâm thiện, nhưng mà cái thiện đó cái thiện nào tốt hơn cái nào. Rồi khi mà quý vị đến chùa ngày hôm nay đó, trước khi đến thì quý vị đi vào chùa thì quý vị thấy là cái thiền đường nó dơ, rồi những cái khu vực xung quanh nó dơ, thì quý vị làm một cái thao tác là quý vị quét thiền đường, quý vị lau thiền đường, thì nó là phục vụ, quý vị được cái phước đức. Nhưng mà khi mà tới cái giờ hành thiền ấy, thì cho dù là chúng ta đang dở tay đi chăng nữa, có nghĩa là chúng ta đang làm nửa chừng ấy, thì cũng nên dẹp qua một bên, đi vào hành thiền. Bởi vì sao? Cái phước trí là cái quan trọng hơn hết. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc khi mà chúng ta đang bực bội, khi mà chúng ta không sẵn sàng đối với một cái tâm thiện, chúng ta vẫn có thể phục vụ. Nhưng mà cái việc hành thiền ấy, nó là một cái việc khó khăn, nó là một cái việc cần phải được trân trọng. Rồi khi mà chúng ta đang hành thiền cũng vậy, sẽ có những lúc mình có cái suy nghĩ trong tâm là tôi sẽ bố thí, tôi sẽ cúng dường, tôi sẽ làm những việc từ thiện. Hoặc là mình nghĩ về những cái vấn đề giáo lý, thì ngay lập tức trạch pháp giác chi nó phải cho mình biết là cái việc hành thiền, là cái thiện nó đáng được ưu tiên hơn là những cái việc khác. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có những cái suy nghĩ như là bố thí chẳng hạn, bố thí cúng dường, thì chúng ta phải hiểu là bố thí cúng dường để qua chỗ khác, không suy nghĩ tới nó. Quan trọng là phải tập trung vào cái đề mục thiền. Nó là trạch pháp giác chi. Có nghĩa là sao? Trong cuộc sống cũng như trong cái công cuộc tu tập, biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện. Và ngay trong những cái việc thiện ấy, thì cũng phải biết được cái thiện nào nên làm và cái thiện nào không nên làm. Biết như vậy thì gọi đó là trạch pháp giác chi. Thì bây giờ cái thời gian nó cũng tương đối không có nhiều, cho nên là cái thời pháp tạm thời dừng ở đây. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy nằm được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy nằm được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mamparam. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.